Trung tâm Khuyến ngư Nông lâm thành phố Đà Nẵng vừa tổ chức hội thảo đầu bờ, đánh giá kết quả các mô hình sản xuất lúa chất lượng theo hướng hữu cơ vụ hè thu năm 2023 tại xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang. Theo đó, tại cánh đồng thôn Dương Lâm 2, xã Hòa Phong, trung tâm đã triển khai trình diễn 5 giống lúa gồm ST25, DB18, Thơm Hương 31, Thiên Hương 6 và VNR10 với quy mô 6 hectare. Đa phần các giống lúa đã được triển khai trình diễn từ hai vụ trước đó tại cánh đồng các xã. Riêng Thiên Hương 6 và DB18 là hai giống mới được công nhận và lần đầu tiên trình diễn tại Đà Nẵng. Mặc dù điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng vụ hè thu năm nay không quá thuận lợi, tuy nhiên các giống lúa này đều cho năng suất và chất lượng ổn định. Phải nói là cái vụ hè thu là một trong những vụ khó khăn trong năm. Thời tiết nắng nóng, nói chung là nó cũng khó sản xuất. Nhưng mà với cái lúa giống mới này, theo tôi đánh giá là cái lúa giống rất là chịu về cái nhiệt độ. Thấy vừa rồi là sau khi mà chúng tôi làm xong thì đi đạt thí điểm, thì nói chung là cái năng suất cũng tương đối, nó cũng đạt được yêu cầu. Đồng thời với công tác tập huấn tại hội trường thì trung tâm cũng cử cán bộ kỹ thuật đứng điểm tại hiện trường để hướng dẫn cho bà con nông dân trong tất cả các khâu, từ gieo xạ cho đến phòng trừ sâu bệnh hại, cho đến tất cả từ khâu sản xuất cho đến cái đầu ra của sản phẩm. Và bên cạnh đó thì cũng giới thiệu và liên kết với một số đơn vị để đến thu mua của sản phẩm của bà con. Và hiện nay thì giá của các sản phẩm mà bà con làm ra thì cao hơn so với sản xuất đại trà là 1,5 lần. Tại buổi đánh giá, Trung tâm Khuyến ngư Nông lâm cũng trình bày một số giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất đối với từng giống lúa. Riêng các giống đã đề xuất đưa vào cơ cấu và có kết quả tốt khi trình diễn, Trung tâm đề nghị các hợp tác xã nhân rộng sản xuất, trong đó các giống Thiên Hương 6 và DB18 sẽ tiếp tục được trình diễn trong vụ đông xuân 2023-2024 và bổ sung thêm giống lúa mới HG12. Được biết, giống ST25, Thơm Hương 31, VNR10 có tỷ lệ lép hạt từ 30,4 đến 35,9%, giống DB18 và Thiên Hương 6 có tỷ lệ lép khá thấp, chỉ từ 7,5 đến 9,6%.